ơi sướng quá, hạnh phúc quá. Trời ơi, nói là con cọp thiệt nha mọi người nhìn cái tay nè. Nhìn cái tay nè, trời ơi. Đầu tiên là một con cọp luôn. Giới thiệu với các bạn, đây là chú cọp. À, phải gọi là bé cọp mới được. Bé cọp này tên là Suka, được 2 tháng tuổi. Suka hiện đang ở sở thú Safari FLC Quy Nhơn. Và hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bé Ngân đang nói rằng Suka rất là thích nắng. Mỗi lần đặt ở ngoài nắng là Suka rất là ngoan. Và Ngân thì lần đầu tiên được sờ vào chú cọp. Và chắc là rất hiếm có dịp mà Quang và Ngân có một cái khoảng thời gian tuyệt vời để chơi với bé cọp này. Bé cọp này rất là hiếu động, mặc dù mới 2 tháng thôi mà bé đã có móng vuốt và răng mọc rất là nhanh. Và bé cọp này cực kỳ thơm nha mấy bạn. Hiện tại thì Suka chỉ uống sữa thôi. Và sữa này gọi là sữa họ mèo. Song song đó thì Suka sẽ được mẹ chăm sóc một khoảng thời gian, cũng như là tiếp thêm sữa cho bé. Như các bạn thấy thì Suka là thuộc dòng họ cọp Benga hoặc là Benga gì cũng được. Thì loài cọp này có khả năng bơi lội rất là giỏi. Và đối với những con mà trưởng thành thì sẽ nặng từ 200 đến 300 kg. Và con hổ này, một con hổ trưởng thành thì có thể tấn công những con voi con và tê giác con. Các bạn thấy là nó rất nhanh và rất khỏe. Có thể nói là cái khoảng thời gian chơi với bé cọp này rất là tuyệt vời. Và bé có vẻ là thích cái mùi của Quang và Ngân lắm. Và đặc điểm là chơi với bé cọp, các bạn thấy Quang cứ đóng vai là một con cọp ba thì sẽ gây được sự chú ý của bé cọp rất là dễ. Tức là hãy đối xử nó, mình giống như là con cọp lớn vậy đó. Và đối với loài cọp là có một cái kinh nghiệm nữa là các bạn hạn chế bồng ẩm, chỉ cho nó được chơi với mình, được chạy nhảy với mình là được. Thì cọp nó sẽ có cái cảm giác rất là tự nhiên và thoải mái, tại vì cái tính hoang dã của nó vẫn còn rất nhiều. World Safari Quy Nhơn nhé mọi người. Thôi, hạnh phúc lắm luôn đó. Lần sau mà gặp lại là chắc là bé sẽ rất là to. Rồi, và không có cơ hội được ôm như vậy đâu các bạn ạ. Mình phải quay gần vô và cho mọi người xem cái tay của nó. Đúng là con cọp nha, chứ không phải là con mèo nhuộm lông đồ gì hết nha mọi người. Và cái mùi nó sờ cực kỳ sướng luôn. Cưng quá. Bao nhiêu tuổi rồi vậy anh? 2 tuổi á nha, bé 2 tuổi. Các bạn thân mến, các bạn cảm ơn các bạn đã xem những đoạn video rất là dễ thương của Quang và Ngân. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những video nữa thì hãy bấm click ở bên này và click ở bên này để xem rất là nhiều video vui của Quang. Hãy nhớ bấm nút subscribe và theo dõi kênh của Quang và Ngân nha. Bye bye. Bye bye mọi người đi Ngân. Bye bye mọi người.